dân cách đổi điểm Việt theo. Bạn bấm 098 sao 098 thăng. Sau đó chọn chọn này, ví dụ như là như mình chọn là 6 đi, dùng dịch vụ Viettel cộng để đổi điểm sang data đây, mình chọn 2 để sử dụng điểm đi. Đấy, một là đổi điểm sang cước kìa, hai là chuyển sang lưu lượng để dùng data này, đổi gói dịch vụ này, ở đây mình chọn 2 đi. Cứ 1.000 điểm thì 100 SMS, nếu muốn nhắn tin 1.000 điểm bằng 10 phút gọi nội mạng, đổi sang data đi. Sử dụng trong 30 ngày 1.000 điểm thì bằng 100 mê một đi. À, số điểm cần đổi mình đang còn hơn 6.000 điểm, mình đổi điểm đi, bấm 1 thì đồng ý này. Đấy, đổi điểm thành công 6.000 điểm đến 600 mê này, sử dụng hết ngày 25/6 đó, còn 1 tháng nữa. Nếu muốn quay lại dùng tính năng khác thì gõ 0, không thể ấn console.